Chào quý vị và các bạn trở lại với chương trình chia sẻ những vấn đề về cuộc sống Mỹ. Rồi hôm nay đúng như lời hứa đó, tôi sẽ chia sẻ với quý vị về vấn đề bảo hiểm của Mỹ. Ở Việt Nam mình á, quý vị biết mua bảo hiểm thì có người mua có người không. Nhưng bên Mỹ này cái bảo hiểm là rất là quan trọng quý vị. Chúng ta thông thường qua Mỹ này thì chúng ta sẽ có những loại bảo hiểm sau đây nè. Cái hàng đầu của mình á vẫn là bảo hiểm y tế. Qua Mỹ này nếu mà chúng ta không có bảo hiểm y tế rất là mệt mỏi và khổ sở thưa quý vị. Bảo hiểm y tế này chúng ta rất là may mắn cho những người đi sau, bởi vì chúng ta có được cái chương trình Obamacare. Ngày xưa thì không có chương trình này thì khó lắm, bây giờ thì dễ rồi. Bây giờ thì chỉ cần quý vị có việc làm lương thấp lương cao cũng cần biết để quý vị có thể apply mua được cái bảo hiểm Obamacare. Và hầu như là bảo hiểm này nó cover rất là tốt cho những người nghèo hoặc những người có thu nhập thấp. Thì một lần mà chúng ta đóng như vậy một tháng, tôi nhớ ngày xưa lúc tôi mới qua đó thì thu nhập đâu có bao nhiêu đâu, mình qua lững lững khoảng cỡ tháng 5, tháng 6 rồi, đi làm cuối năm đâu có nhiều tiền. Nhưng mà gần một năm sau mới mua được, bởi vì có cái khai thuế, bởi vì mình không có nhờ được ai đứng ra cover cho mình mua, cho mình tự mua. Do đó thì lúc đầu đóng, vợ chồng tôi đóng vài chục đồng à, vài chục đô la một tháng à. Nhưng mà sau này khi thu nhập nó tăng lên rồi đóng tới vài trăm đô rồi. Và có những trường hợp bảo hiểm y tế nếu mà mình làm mà lương cao quá thì nhiều khi nó bán rất là mắc. Do vậy mình có thể mua qua chương trình của hãng thì nó có thể nó sẽ rẻ hơn một chút. Nhưng mà khi mua bảo hiểm á, nó có trường hợp như vậy nè, là mình sẽ đóng một cái tiền đóng trước. Ví dụ như nó gọi được chất thuế bồ đó, mình đóng trước á là ví dụ như 20% đó. Ví dụ như mình chữa bệnh đi, ví dụ như 100.000 thì mình sẽ đóng trong limit nào đó. Còn nếu mà ngoài cái limit đó thì thôi, còn nếu mà trong limit thì mình có thể đóng 20% tổng giá trị cái số tiền mình chữa. Thì nói chung là nhiều trường hợp khác nhau lắm, nhưng mà ý tôi nói á là khi mua bảo hiểm rồi thì chúng ta sẽ không phải lo lắng gì hết. Hàng năm chúng ta đi check up để mà khám tổng quát nè, rồi tới những người nào mà trên 50 tuổi á thì sẽ được nội soi đường ruột nhiều thứ lắm, và có bệnh hoạn mình vô mình chữa thì nó sẽ thông qua bác sĩ gia đình trước, rồi từ đó từ từ người ta sẽ chữa cho mình, rồi nếu mà nặng thì nó đưa lên những tuyến trên. Thì nói chung bảo hiểm rất là quan trọng cho bên Mỹ này. Nếu bên Mỹ này không bảo hiểm thì quý vị sẽ rất là mệt, bảo hiểm y tế đó nha, chỉ cần có việc làm mua được bảo hiểm. Rồi thứ hai là bảo hiểm xe. Bảo hiểm xe đó thì bên Mỹ này khác với Việt Nam mình, ra đường bắt buộc phải có bảo hiểm, không bảo hiểm không ai dám chạy xe hết, rất là mệt nha thưa quý vị. Nếu trường hợp mà không có bảo hiểm á, chúng ta lỡ mà tông người ta hoặc bị người ta tông á thì là rắc rối to. Bảo hiểm xe này nó chia làm hai loại nè, bảo hiểm một chiều và bảo hiểm hai chiều. Một chiều là sao? Một chiều là mình mua cái chiều mà phía bên kia thôi, nghĩa là khi mình đi ra đường á mà mình lỡ tông người ta thì bên bảo hiểm mình đền cho người ta nhưng mà không có đền cho mình. Còn hai chiều là sao? Thì mọi cái đều được đền hết. Và khi mua bảo hiểm này đó thì nó sẽ bảo hiểm luôn về vấn đề ví dụ như là việc làm nè, về vấn đề chẳng hạn như là xe mình lỡ cái nằm ngoài đường nó sẽ thô cho mình trong một phạm vi nào đó, hoặc là mình bị rớt xuống sông xuống suối gì đó nó kéo lên, hoặc là mình bị đụng hai bên, mình bị chữa bệnh gì đó thì nó cũng sẽ cover mình. Thì các bạn phải tìm hiểu cho kỹ cái policy á mà nó đã quy định trong cái bảo hiểm của mình. Thì tôi cũng may mắn là tôi nhờ một cái anh bạn bên đây á, là anh Tú, anh giúp tôi cái này. Thì thường á chúng ta chưa có rành thì bắt đầu á mới mua xe mới bắt đầu thì mình nên tìm những người Việt Nam để người ta giải thích cho mình hiểu cho kỹ. Và cái bảo hiểm này thưa quý vị, nó tùy theo cái giá trị của chiếc xe, xe mới xe cũ nó sẽ khác nhau. Và nếu mình chạy đó mà mình bị tông nhiều quá, bảo hiểm sẽ lên rất là mắc nha. Cho nên chúng ta đi xe ở Mỹ ta chịu khó cẩn thận, chứ nếu không bảo hiểm tăng rất là mệt. Cái bảo hiểm xe đó thưa quý vị, Mỹ này mình mua cũng nhiều hãng lắm. Thì mới đầu mình có bằng lái mình mua mấy cái hãng nổi tiếng chắc nó không bán cho mình đâu, mình nó bán rất là mắc. Do vậy quý vị, tôi có cái mẹo nè, quý vị cứ liên lạc với những người mà bán bảo hiểm mình á, nhờ họ tìm cho mình một cái bảo hiểm nào mà giá rẻ nhất ban đầu, rồi mình chịu khó mình mua. Mà quý vị nên mua hai chiều cho chắc ăn khi mới có bằng lái đó, đừng có tiết kiệm. Có chuyện gì là quý vị mệt mỏi lắm đó thì sau khi chạy 1-2 năm rồi đó thì chúng ta có thể đổi hãng. Nếu mà cái quá trình mà lịch sử nó tốt á, không có đụng niết gì hết á, không có đụng ai hết á, mà mình chạy tốt á thì mình sẽ đổi lên trên những cái hãng khác có uy tín hơn. Rồi sau bảo hiểm xe đó thì sẽ có bảo hiểm nhà.
cái nhà này hơi mua bảo hiểm là thưa quý vị, mình mua bên ngoài và mua bên trong. À, như tôi nói bên ngoài đường á, mình cũng phải mua. Nhiều khi cái nhà mình nó lỡ ai đó chạy xe tông vào, hay là cây cối nó ngã, nó góp gì đó, thì á, mình hoặc là nhân dân thứ thì mình sẽ được đền bù. Còn nếu mình không mua, có chuyện gì là mình chết chắc. Quý vị biết có những cái trận mà bão của mấy năm về trước ở bên Texas đó, bão Katrina đó, có nhiều người không mua bảo hiểm, coi như trắng tay không ai đền hết. Rồi bên trong nhà đó thưa quý vị, trong nhà mình nè, lỡ mà chẳng hạn như là nước nôi có xì hoặc là bị cái gì bên trong nhà này, nếu mình có bảo hiểm thì bảo hiểm nó sẽ đền cho mình. Và chưa kể mình mất mát trong nhà, bị cháy nhà hay gì đó, bảo hiểm nó sẽ đền. Còn nếu không á là mình trắng tay, mình rất là mệt, coi như là tốn rất là nhiều tiền nha. Không biết căn nhà ở Mỹ này nó kinh khủng lắm á. Rồi tiếp theo cái chuyện bảo hiểm nhân thọ này nè, có người muốn mua mua thôi, nhưng mà cái này cũng là chuyện dở khóc dở cười nè. Bên Mỹ này á, đặc biệt mua bảo hiểm nhân thọ nè, thì có chuyện là nếu mình chết á thì cái tiền nó sẽ dành cho ai. Thì bạn tin không, bên Mỹ có nhiều người á, họ giết nhau bởi vì bảo hiểm nhân thọ nè. Biết cái người đó để tên cho người kia âm mưu giết người nọ từ đấy, cho nên nguy hiểm lắm. Cho nên cái này thì quý vị hãy tự nghiên cứu nha, tôi cũng không có dám bàn cãi nhiều. Rồi ngoài ra những bảo hiểm đó quý vị sẽ thấy khi quý vị mua ngoài bảo hiểm ở trên á, khi quý vị đi mua những sản phẩm như là iPhone nè, như là laptop nè, như bất cứ cái đầu gì, nó cũng đều hỏi mình là có mua insurance hay không, là mua bảo hiểm hay không. Nếu mình có mua thì lỡ mà cái phone mình bị rớt bể hay là mất mát thì nó sẽ đền cho mình, nhưng mà không phải là đền cho quý vị 100% nha. Mình phải trả trước một phần, gọi là deductible, rồi sau đó nó trả cho mình. Chẳng hạn như cái phone iPhone thì mua 600 mấy đồng thì mình trả 500 mấy, gần 200 đô đó, thì nó sẽ đền mình cái phone mới đó. Thì bên Mỹ này cái chuyện bảo hiểm hầu như bất cứ gì cũng có bảo hiểm hết. Bạn có tin không, có những cô ca sĩ họ mua bảo hiểm về cái giọng hát. Ngày xưa là Michael Jackson còn sống mua bảo hiểm về cái bàn chân nữa, cái bàn chân nó nhảy nhót á, nhiều cái vui lắm. Nhưng mà điều quan trọng nhất ở Mỹ là quan trọng nhất là bảo hiểm y tế, thứ hai là bảo hiểm xe, và thứ ba nếu có nhà là mua bảo hiểm nhà. Ba cái đó quan trọng nhất, và hàng đầu vẫn là xe và bảo hiểm y tế. Còn nhà thì á, nếu có nhà thì mua, còn nếu mà đi thuê nhà mua làm gì, đúng không? Và cái tiền mà cho ba cái này á rất là nặng thưa quý vị. Chẳng hạn như bảo hiểm y tế đi, nếu mà thường thường á mình đi làm hãng á, 200 mấy 300, hoặc chịu thì 400 500 một người à, mua theo một tháng đó nha, kinh khủng lắm. Còn xe đó, nếu mà xe bình thường nó không có đụng gì hết thì một tháng như vậy tốn khoảng 100 đô tiền bảo hiểm cho một chiếc xe mà hai chiều đó. Bảo hiểm nhà thì trong và ngoài một năm á cũng tròn tràn hơn 100 đô la. Thì ba cái này cộng lại một tháng tốn gần 500-600 đô la tiền bảo hiểm. Mà thấy không, tự nhiên không có làm gì hết, tháng nào mới đóng ra như vậy số tiền. Mà hầu như cái tiền bảo hiểm là cái tiền mà ăn mình nhiều nhất ở bên Mỹ này, ngoài những cái tiền khác. Thì nói như vậy để cho quý vị chuẩn bị trước đi nha, để mà sau này qua đây quý vị biết như vậy. Và cái điều quan trọng là khi ra đường lái xe không bảo hiểm thì đừng có bao giờ dạy mà lái xe, cái đó là chết chắc đó. Rồi ngày hôm nay thì tôi cũng chia sẻ với quý vị một số các cái điều như vậy thôi. Thì nếu như quý vị có cần gì thắc mắc thì cứ việc comment ở dưới. Thì nếu mà trong khả năng biết được gì thì Hiếu chia sẻ cái đó, còn không biết thì Hiếu hỏi, Hiếu tiếp tục chia sẻ cho quý vị. Bởi vì ở Mỹ này mọi chuyện nó cũng mỗi trường hợp mỗi khác nhau, và chung chung là nó là như vậy. Cũng mình không dám nói là mình đúng hoàn toàn 100%, cho nên mong rằng nếu mà ai biết thì có thể chia sẻ thêm, giúp cho bà con hiểu thêm về vấn đề. Thì đại khái là khi mà tôi qua đây thì tôi va chạm những điều như vậy, thì tôi cũng chia sẻ thật lòng cho quý vị biết thôi. Rồi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi sau. Có thể là tôi sẽ chia sẻ về một vấn đề khác, chẳng hạn như là về cái việc mà mua xe như thế nào, những kinh nghiệm trong việc mua xe, hoặc là đi học đi như thế nào. Thì rồi tôi sẽ cân nhắc để coi trường hợp nào quan trọng, tôi chia sẻ tiếp cho quý vị vào buổi sau nha. Tôi xin trân trọng kính chào, và nếu như cái video này quý vị thấy hữu ích thì vui lòng nhấn nút subscribe để đăng ký để mà nhận được những video thường xuyên mới nhất của em, like để ủng hộ em và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem nếu quý vị thuận tiện. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị vào ngày buổi khác.